Nhìn đẹp với mọi người. Tóc. Đấy ơi, khi nào có bò ràng vậy? Không, không có bò ràng nữa nha mọi người. Không có bò ràng nữa. Chỉ có bò khô thôi. Đổi phong cách ăn mặc đi lệ ơi, không hợp tìm mũ không đổi. À sao ấy? À cái này bao đấy. Bao quá này đi lệ băng ga mà làm mấy cỏ là. Không biết. À lôi cũng khỏe rồi, không sao hết rồi nghe, đi khám rồi. Bây giờ mua thuốc về tiêm các kiểu, tiêm về uống thuốc các kiểu là khỏi. Không phải bởi vì mình thích mặc như này mọi người ơi, mình không thích mặc kiểu điều đà xong rồi kiểu hở hang các kiểu, mình không thích. Mình kiểu bất chấp body shaming. Mình không thích, nói chung mình không thích. Tùy gu, cái này tùy gu. Mình cảm thấy mình bây giờ có khi ít năm nữa, ít tháng nữa mình lại điều đà thì sao đúng không? Nhưng mà mình thích kiểu như này. Đúng rồi, mình thích là được, không sao ấy. Mình ngày xưa còn kiểu tôm bò ấy. Bây giờ mình còn điều hơn rồi đấy. Cái này, cái app bên Angola này nó không có bóp mặt mọi người, nó chỉ có làm mìn da thôi. Không, vậy là kiểu sang bên này thì cũng có làm điều được đâu mọi người. Bên này toàn các anh, làm sao mà làm điều được. Mang đến khỏe không? Khỏe, mang ở đây khỏe nhá. Lẽ ra là mình live stream ở nhà cơ, nhưng mà mang ở đây, nghe bảo mang ở đây khỏe hơn. Ok thôi, chào mọi người nhá. Bây giờ áo chim nhìn đẹp đấy. Cô áp mô. Hả? Đang bình thường mà mình lại như xấu đâu mà bây giờ lại đẹp trai đấy. Chứ iPhone 15 nó khác. Chào này. Chào 872 người đang xem nha. Hello mọi người. Chào Leo. Bây giờ mình sẽ cố gắng bán livestream bán hàng để vớt vát tiền vé máy bay. Nào hoang nhìn buồn hơn. Nhìn buồn hơn đi cỏ. Cái này. Đi làm đi, tí nữa. Khi mua về thì đưa mình về. Lấy xoay không? Hả? Muốn xoay không? Để lấy. Xoay á? Đi gần lái. Xem thì để. Bên này hiện tại là 11 giờ trưa rồi. 10 rưỡi à? Hay là sao ấy? Đây mọi người đang làm gì ấy? Rủ bà phải đỏ live chung. Bà ở đâu ấy? Không thấy. Không nhìn thấy ai màu đỏ ấy. Để là khi nào? Để khi nào làm cái content. À Lôi đang ở nhà nha mọi người ơi. Lôi đang chưa khỏe lắm. Để cho Lôi ở nhà. Mình tự nhiên mình ngồi đây xong rồi xung quanh người Angola các kiểu sao. Mình nói bằng tiếng Việt hơi ngại. Hơi ngại. Đúng rồi, đang đi Linh trở lại đây xong rồi Linh thả đi đâu ấy. Linh đi đâu ấy. Trở lại đây ngồi livestream. Hola. Hola. Đúng rồi, Lôi bị ốm mà mọi người, Lôi bị ốm. Livestream bán hàng nha. Bây giờ là tranh thủ livestream bán hàng. Mình sang đây mình cũng chưa quen thời tiết bên này. Sáng nào cũng mưa, xong rồi là chiều mưa, sáng mưa chiều mưa. À, hôm nay thì lạnh, hôm qua thì nóng đấy. Thời tiết nó hơi mệt. Mình đang còn bảo với anh Linh Philip là hôm nào cho mình đi cấy lúa.
quay một vòng nông trại à? Lát nữa mình sẽ quay mọi người. Lát nữa mình sẽ quay. Bán hàng nhá. Đức Anh ấy bán hàng nhá. Ăn đi. Ăn. Ăn là gì nhỉ? Cô mê. Ngon không? Ngon. À, biệt tư ngon. Ngon. Biệt tư ngon. Ngon đây. Ăn đi. Ngon nè. Đây. Đức Anh cho chị giá đi. Em nhắn qua cho anh Hoàng đi. Gà nhá mọi người. Gà ấy. Con gà. Xong rồi làm thành cái này. Cái gì? Con gà là gì ta? mình nhanh quên lắm. Con gà là gì nhỉ? Cục tác là gì nhỉ? Cục tác là gì nhỉ? Ngon nè. Là con gì? Mệt. Gà linh nhà. Gà linh nhà. Còn đây là quả ớt. Quả ớt. Ngon này. Ngon nè. Ngon. Vui à? Biết cơ mọi người. Chicken. Chicken. Gà linh nhà chicken. Bao nhiêu tiền nhỉ? Là cái hộp như này là 250g nha mọi người ơi. Cui à? Ngon này. Bao nhiêu tuổi rồi? Bonito. Bonita. Amiga. Amiga bonita. Tại sao lúc này kêu là bonito? Bonito là đẹp trai. Đúng không? Gà nhá mọi người ơi, gà nhá. Chào mọi người đi. Chào đi. Ngôn ngữ. Manuco. Gà nhá mọi người ơi, gà nhá. Bảo mọi người mua đi. Bây giờ bảo nhá, mọi người nhấn vào nút. Phải là mua. Mua. Từ. Mọi người nhấn vào nút. Mua. Ok. Mọi người nhấn vào nút. Mua. Mọi người nhấn vào nút. Mua. Đúng rồi. Mua. View đây rồi. Gà nhá, gà 250g là có 88k thôi mọi người ơi. 88k. Hả? 88k. Cái này là bò. Bò là um bò là con gì? Bò là con gì? Là con gì? Ôi mệt mỏi ghê. Con này là cục tăng là gà ly nhà. Cái con này là um bò là con gì? Con này là con gì? Là con gì nhỉ? Bò. Mọi người biết con bò là gì không mọi người? Nhưng mà bằng khe. Ngon này, vô xe còn mẹ. Aki mang. Xuân nữa mọi người ơi, còn 7 xuân nữa. Chán lắm. Ngon thì không cho ăn. Cho ăn quả không ngon. Nhưng mà cái vỏ nó chát nhỉ. Đây này, may mà Freddy biết nói tiếng Việt đấy. Lâu lâu mình còn tâm sự được với Freddy. Chứ không là chết đấy. Mai mốt anh Hoàng về Việt Nam rồi đấy. Anh Hoàng sắp về Việt Nam rồi. Mà đâu vậy Aki, ở đâu? Mình nhá. Mai đi về Việt Nam à? Mai. Đúng, về đi Việt Nam đi. Anh Hoàng với chị Lệ về Việt Nam này. Đi về Việt Nam à? Không qua đây nữa. Nào vậy Aki? Đi. Ê, bố xe kê rù vai Việt Nam ta. Đi đi về Việt Nam nơi là ngon, Việt Nam ngon. Việt Nam ngon gì ấy? Việt Nam ngon. Việt Nam đẹp. Đẹp. Tuyệt vời, cái này ngon rồi. Cái gì cũng ngon. Đi ngon. Xưa mà xoài ngon. Cho tiền cũng kêu là ngon. Thấy đồ ăn cũng kêu là ngon. Tuyệt vời. Chắc rồi đấy. Lướt TikTok thấy gái Việt Nam cũng kêu là ngon. Ngon. Ủa thì như chị cũng thế. Cái gì chị cũng kêu là cha bê bà. Cui hả? Thì đúng mà. Đúng không? Cái gì chị cũng bảo là cha bê bà cui à. Đấy thì người ta cũng bảo thế. Người ta cũng bảo là ngon.
Không, nhưng mà mình biết thấy đẹp là mình kêu bonito, bonita. Đây mọi người ơi, đây. Đây, kẹp kẹp với lờ đô khô ăn ngon lắm. Ngon lắm mày à, ngon lắm. Còn mấy chút nữa được anh ơi. Được anh ơi, còn mấy chút nữa. Nhìn mà thèm quả gì hả? Đây là quả xoài. Xoài, ăn ngon, ăn ngon lại. Mang gà. Mang gà vẹt đi. Là xoài chín. Xoài này nhiều sơ rồi nhờ. Ừ, sơ nhiều lắm. Khô heo, khô, à khô heo mẹ mới rồi chị Hằng ơi. Mẹ khác rồi. Mẹ trước, mẹ thứ hai rồi nha. Mẹ thứ hai hay mẹ thứ ba gì rồi đấy. Okay. Cái lê này xinh quá rơi của đất kìa. Gặp gì áo đỏ chưa em chưa? Váy đỏ chứ. À chị váy đỏ. Ra đi quay gì? Ra đi quay gì? Ừ, đoán. Là một đoàn mềm mềm nhỉ. Còn bổ sung nữa mọi người ơi. Còn bổ sung nữa. Ngọt cực, ngọt ngọt. Đâu được anh ở nghỉ đâu mọi người. Được anh ở nghỉ đâu. Ui quả này xanh ấy. Xanh mình ngọt. Xanh này ngọt à? Xanh ngọt, xanh ngọt. Ủa? Buổi trưa của mấy anh em mình là ăn xoài và đồ khô. Ở xoài này ngon đấy. Xoài ngon đấy. Sắp hết mùa xoài rồi mọi người ạ. Mưa, bên này gió. Gió mưa với gió mạnh quá. Xoài này dùng. Mấy tụi mấy. Cho ăn mực ơi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chú Hoàng, cảm ơn cô Lê. Cảm ơn cô Lê đi. Cảm ơn chú Linh. Cảm ơn cô Lê. Em nhìn cô Lê và cảm ơn chú Linh. Ừ, cảm ơn cô Lê. Ngon lắm mấy tụi. Ừ. Mọi người ăn là ăn đồ khô kẹp. Ôi, với kẹp là này. Mọi người ăn tỏi nhá. Kẹp với là miếng heo này này. Rất là ngon. Rất ngon luôn. Ừ, đúng rồi, khô heo giá niêm yết là 163k, hôm nay chỉ còn 128k nha mọi người. Hôm nay chỉ còn 128k thôi là khô heo nha. Siêu ngon luôn, ăn siêu ngon luôn. Không phải là mình bán mà mình kêu ngon đâu mà nó ngon thật. Nói chung là bọn mình ăn xong, thử nghiệm đấy. Thấy ngon, bắt đầu bọn mình mới bán, đưa ra thị trường bán cho mọi người được. Ủa, nhưng mà nó kèm với là đồ khô ăn lên ăn ngon nha. Và mọi người yên tâm nha, bên mình là giấy có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm. Nên là mọi người yên tâm mua hàng, không lo về mất vệ sinh hay là kiểu sức khỏe gì đấy. Cho nên là tất cả mọi người mua hàng cứ yên tâm về khoản về đảm bảo sức khỏe an toàn thực phẩm. Ai ăn rồi có thể cho mình xin feedback được không mọi người? Ê, nhưng mà buổi trưa toàn ăn xoài như này thôi à? Xót ruột lắm. Rất có giá. Lâu lâu ăn phúi, lâu lâu ăn bột ngô biếc người dân. Ăn không? Ăn không? Cái này cay. Cay đấy. Cay đấy. Cho ăn mực ấy, mực không cay. Còn mấy suất nữa cả nhà ơi. Có quên còn mấy suất nữa được anh ơi. 2 suất nữa mọi người ơi, khô heo còn 2 suất nữa. Khô heo còn 2 suất nữa nha. Cay úi chết là cay à. Cho phải cho cái này không cay.